quý vị cùng quay trở lại với bản tin FBNC ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 10 thì Tổng thống Philippines đã trấn an Nhật là chuyến thăm của ông tới Trung Quốc chỉ đơn thuần là về kinh tế mà thôi. Trong chuyến thăm chính thức tại Nhật, ông Duterte trấn an Nhật rằng chuyến viếng thăm Trung Quốc tuần qua của ông tất cả chỉ là về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng nói mối quan hệ quân sự dài hạn với Mỹ có lẽ phải xem xét lại. Quý vị biết đấy, tôi đến thăm Trung Quốc và tôi muốn đảm bảo rằng tất cả chỉ là vì kinh tế. Chúng tôi không nói về vũ khí, cũng không nói về các trạm đóng quân. Chúng tôi cũng tránh nói về liên minh, quân sự hay các điều như thế. Ông Duterte đến thăm Nhật trong bối cảnh nhiều xao động về chính sách đối ngoại sau hàng loạt những tấn công miệng nhằm vào đồng minh Mỹ, cũng như những lời ve vuốt với Trung Quốc. Tôi đã tuyên bố thay đổi chính sách đối ngoại độc lập. Trong 2 năm tới, tôi muốn nước mình không còn quân đội nước ngoài hiện diện. Tôi muốn họ ra đi. Tôi sẽ điều chỉnh hay bãi bỏ các thỏa thuận nếu cần thiết. Đây sẽ là cuộc chơi quân sự cuối cùng giữa Mỹ và Philippines. Tuần trước tại Trung Quốc, ông Duterte đã tuyên bố cắt đứt với Mỹ, nhưng sau đó ông lại nói quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng và ông chỉ muốn có chính sách đối ngoại độc lập. Đấu tranh đòi dân chủ là vấn đề nổi cộm ở đặc khu Hồng Kông suốt 2 năm qua. Trong kỳ họp nghị viện Hồng Kông mới đây thì vụ việc lại lên cao trào khi xảy ra xung đột dữ dội giữa hai phe ủng hộ và đòi độc lập khỏi Trung Quốc. Zhao Weijin, 25 tuổi và Ba Chiu Liang, 30 tuổi, là hai nghị viên trúng cử trong kỳ bỏ phiếu hồi tháng 9. Trong buổi tuyên thệ hôm 11 tháng 10, họ bất ngờ dân biểu ngữ Hồng Kông không phải Trung Quốc và lên án dữ dội chính quyền trung ương khiến buổi lễ bị hủy bỏ. Vụ việc lên cao trào khi dân biểu tình phe thân Trung Quốc và phe ủng hộ độc lập xung đột dữ dội trong nghị trường. Đến hôm 26 tháng 10, cuộc họp của nghị viện Hồng Kông tiếp tục bị gián đoạn khi hai nghị viên phe độc lập không chịu rời khỏi nghị trường dù bị cấm tham gia họp. Về phía hai dân biểu đại diện cho phe đầu dân chủ ở Hồng Kông, họ tuyên bố quyết liệt không tuyên thệ lại. Nếu chúng ta thua cuộc chiến này, Hồng Kông sẽ lại lệ thuộc một lần nữa. Chúng ta sẽ không có cơ hội cứu vãn tình thế. Họ kêu gọi trưởng đặc khu Hồng Kông ông Lương Chấn Anh từ chức và cáo buộc ông phá hủy phẩm cách của Hồng Kông. Trong khi đó, bên ngoài nghị trường, hàng ngàn người dân chống đối phe dân chủ đang tụ tập đòi họ ngưng khiêu chiến. Chủ yếu họ là những người ủng hộ Trung Quốc. Tôi tin là đã từng có rất nhiều người ủng hộ phe dân chủ, nhưng bây giờ không còn nữa. Biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông nổ ra từ mùa thu năm 2014 và đến nay, sau khoảng thời gian dài đấu tranh, đến lượt phe dân chủ vấp phải sự biểu tình phản đối của người dân. Chủ tịch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF mới đây đã có dự đoán rằng GDP của Ả Rập Saudi trong năm tới sẽ đạt tăng trưởng ở mức 2%. Trong bối cảnh giá dầu sụt giảm, chính phủ Ả Rập Saudi đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về ngân sách thu hẹp cũng như việc cắt giảm chi tiêu trên diện rộng. Điều này đã khiến kinh tế nước này phải đối mặt với tình cảnh tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, theo phát biểu của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của nước này sẽ phục hồi tăng trưởng lên mức 2% trong năm 2017. Tuần trước, Ả Rập Saudi cũng đã phát hành 17,5 tỷ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế. Đây trở thành vụ nợ quốc tế lớn nhất đối với một thị trường mới nổi. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng cho biết, mặc cho những khởi sắc của thị trường dầu mỏ, quốc gia này vẫn nên tìm cách hạn chế mức chi cũng như tìm thêm các biện pháp khác để tăng doanh thu. Trước đó, Ả Rập Saudi cũng đã có nhiều kế hoạch trong việc thay đổi mô hình kinh tế, tập trung đầu tư nhiều hơn vào các ngành công nghiệp khác ngoài dầu mỏ. Hãng điện tử Samsung mới đây đã có thông báo rằng lợi nhuận của hãng trong mảng di động đã giảm tới 96%. Đây được cho là hệ lụy sau sự cố thảm hại của Samsung Galaxy Note 7. Theo kết quả báo cáo lợi nhuận quý 3 năm nay của hãng điện tử Samsung, lợi nhuận của hãng đã giảm tới gần 17%. Riêng mảng di động, hãng đã đạt lợi nhuận ròng là 100 tỷ won, giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện của Samsung cho biết, tình hình ảm đạm sẽ còn tiếp diễn đến cuối năm. Tuy nhiên, Samsung hy vọng doanh thu của hãng sẽ được khôi phục vào quý đầu năm 2017 nhờ sự ra mắt của dòng sản phẩm mới là Galaxy S8. Hiện hãng đang tập trung nghiên cứu để cho ra đời dòng sản phẩm có nhiều tính năng ưu việt mới. Được biết, lợi nhuận trong quý 3 này của Samsung đã được cứu vãn rất nhiều nhờ tình hình kinh doanh ổn định của lĩnh vực linh kiện bán dẫn và màn hình. Cụ thể, lợi nhuận mà hai lĩnh vực này mang lại đã chiếm đến 84% tổng lợi nhuận của Samsung. Tới thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác khiến Note 7 phát nổ. Đại diện của Samsung cho biết, nguyên nhân có thể không chỉ là do pin như dự đoán. Và kính thưa quý vị, đến đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật của phần tiếp theo. Sức tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh chững lại vì tình hình thời tiết thời gian qua. Nhiều kỳ vọng nhưng chưa rõ hiệu quả thế nào từ công nghệ xử lý trấu.